cả các bác các anh làm vườn, làm cây cảnh thì đang quan tâm tới những cái dụng cụ này. Hôm nay thì các bác muốn biết giá của nó là bao nhiêu. Và đục Nhật này, đục Đài Loan, đục thủ công, dao ghép Nhật, kéo xén. Và đặc biệt hơn nữa là với những bộ cạp giá cực kỳ là thấp luôn. Hôm nay các bác anh nhà mình đang muốn xem một bộ cạp mà nó đang giảm giá tới một lửa luôn. Thì em có đôi cạp này nha các bác anh nhé. Đây ạ. Một đôi cạp cực kỳ là chất. Và cái này thì sẽ có một cái tròn, một cái chéo như này. Các bác đang phải mua với 500 hoặc là 700. Thì hôm nay ở video này em gửi cho các bác chỉ có 350.000. Và em còn miễn phí ship tới tận nhà các bác. Những dòng cạp nó có rất nhiều loại nha các bác anh nhé. Đấy, để cho các bác anh nhà mình xem về cây cạp tròn này. Đây là một cây chuyên để các bác anh nhà mình tạo sẹo cho cây này. Đấy, còn cây này là cây chéo này. Đây là cây chéo. Đấy, bộ này thì là giá thấp nhất ở cái video ngày hôm nay nhé. Còn tiếp tới thì em sẽ đưa tới các bác là cái bộ cạp đen. Đây là cái bộ cạp đen này, các bác nhìn thấy ký hiệu của nó trên cây cạp đấy nhá. Đây ạ. Với con cạp đen này thì giá của nó cũng rất là hợp lý. Đôi cạp này giá của nó sẽ là 500. Ở bên em thì sẽ có rất nhiều loại, kể cả các bác anh nhà mình mà cần mua cạp Nhật 1,5 triệu, 1,6 triệu một cái em cũng có nhá. Thì số điện thoại nhà em thì luôn luôn là để ở ngay cạnh góc màn hình. Các bác mà muốn xem video chi tiết về những cây đục này, các bác hãy kết bạn Zalo với em để em gửi mẫu cho các bác anh nhà mình chọn trước nhá. Riêng mua đục là phải xem mẫu. Đấy, bởi vì các bác anh nhà mình đục lên bán lẻ mà các bác thích chọn cây nào các bác chọn. Còn đây là bộ này, bộ này của nó cũng giá cũng cực kỳ là rẻ. Đấy, và tới cây cạp đa lăng thì sao? À đây, cho các bác xem bộ cạp này đã. Đây ạ. Trong rất nhiều những cái dòng cạp thì đây vẫn là một cái mẫu cạp mà để được các bác anh nhà mình làm cây ưa chuộng nhất đây. Đây là một cây cạp tròn và một cây cạp chéo này các bác anh này, một cây tròn và một cây chéo. Và với đôi cạp này thì nó là một cái đôi bản dày tròn đẹp và rất chi là khỏe luôn. Cái đôi này thì cực kỳ là khỏe, em đã bán từ ngày em bán nhiều năm nay rồi. Nhưng cái mẫu này thì nó thật là rất chi là hiếm nha, nếu như các bác mà tìm cái mẫu này trên thị trường thì chắc chắn nó không có đâu. Đấy, cái này nó đang là 350.000 trên một cây các bác ạ. Các bác mua hai cây nó đang là 700, là một cây tròn và một cây chéo. Đấy, còn tới cạp Đài Loan nhé, cạp Đài Loan thì là mẫu cạp cao cấp đây. Đôi này nó đang là 1,1 triệu một đôi các bác. Đây là đôi này là đôi cạp Đài Loan là 1,1 triệu. Còn đối với các bác anh nhà mình mà sử dụng là cạp đa chức năng, một cây cạp có thể làm được cả tròn, cả chéo. Đấy, sử dụng đôi cạp này nó sẽ vòm như này nhé, đây gọi là cây cạp đa lăng. Và cây này thì em đang giảm giá 50k, nó đang là 450. Hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác là còn 400.000 đồng cho một cây. Và bộ cạp này em sẽ miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn nhé. Đấy, và tới cạp này, sau đó là tới dao ghép Nhật kia các bác anh này, cưa Nhật này. Đấy, cạp với đục nhé, cạp em đã giới thiệu xong rồi. Đục thì hôm nay là đây là những cái bộ bán lẻ để cho các bác anh nhà mình chọn từng cây một. Thực ra một bộ đục này 10, nó sẽ có 10 cây, 10 chi tiết khác nhau. Và đây là cây đục Nhật, trên thân có in chữ Japan các bác anh ạ. Đấy, và cây đục này thì em đã gửi từ các bác rất chi là nhiều rồi. Rất nhiều bác hỏi em là về cái dòng đá mài để mài cái đục này thì em quên, nó không lấy ra nhé. Tẹo nó có ai em sẽ nhờ lấy cái hòn đá đấy ra cho các bác anh xem về những cái hòn đá để chuyên mài đồ nhập khẩu. Đấy, cây đục này thì em đang bán cho các bác với cây đục Nhật để bán lẻ, nó sẽ là 130.000 đồng cho một cây. Nếu như các bác mua cả bộ 10 cây thì nó sẽ là 120.000 đồng trên một bộ 10 cây đấy ạ. Đấy, còn lẻ một cây là 130, các bác thích chọn cây nào thì chọn. Và Zalo em gửi mẫu cho để chọn từng cây nhé. Ví dụ như cây này là cây 2 phân này. Đây là móng 2 này. Đấy. Đây là móng 3. Còn đây là thẳng 2 này. Những cây này là phổ thông các bác hay dùng nhiều, thẳng 2 này. Còn đây là thẳng 3. Thẳng 3 phân. Đấy. Còn về đục Đài Loan thì sao? Đục Đài Loan thì là một mẫu đục em bán cực kỳ là nhiều luôn các anh ạ. Đây hôm nay thì em cũng bán lẻ nhá. Đây là em chọn hàng lẻ cho các bác các anh. Với một cây đục lẻ này thì đây các bác các anh nhìn này. Đây là cây 2 phân, giá của nó sẽ là 100.000 đồng cho một cây. Còn trên này sẽ là cây 3 phân này. Trên này sẽ là cây 3 phân này. Đấy các bác anh này. Nếu như các bác mua một bộ này thì là 11 cây nhá. Vào Zalo em gửi mẫu cho các bác xem. 11 cây thì nó đang là 1 triệu một bộ. Được tặng thêm một cây đấy ạ. Chị Lý ơi, ra kia cầm cho em hòn đá xịn ở kia cái. Để em giới thiệu cho các bác luôn. Đấy ạ, cây này là 100 nhá. Đấy, còn về đục Đài Loan đây này. Các bác anh nhìn này. Đây là đục Đài Loan, đục thẳng này. Cây này 100.000 đồng một cây. Đó là 3 phân nha các bác anh nhé, 3 phân, có cả 2 phân, có cả 1 phân, có hết. Còn đây là cây hớt to này, cây hớt to này cũng chỉ có 100k trên 1 chiếc thôi. Đấy, còn nhiều anh hỏi em là muốn mài dao ghép Nhật hoặc là đục Nhật thì bằng đá gì, thì hôm nay em sẽ đưa tới các bác một cái dòng đá. Ở cái video này thật sự là cái giá rẻ nhất thì nó không có, bởi vì nó toàn hàng chất lượng thôi các bác anh ạ. Toàn hàng chất lượng ở cái video này thôi. Đây ạ.
Với một hòn đá này các bác nhìn nhé, nó rất là xấu xí. Nhưng mà các bác anh nhà mình chỉ dùng liếc qua một cái thì không phải nghĩ về cái độ bén về cái dòng đá này. Cái đá này em rất nhiều loại đâu, các bác mua cái đá thường thì em chỉ có 50.000 đồng một viên thôi. Nhưng mà cái đá này nó là 150 một cân. Đấy. Nếu như anh nào mà đã dùng viên đá này rồi thì các anh không bao giờ muốn dùng một loại nào nữa đâu. Nhìn nó xấu nhưng mà đổi lại nó cực kỳ là chất lượng nha các bác anh nhé. Còn về bộ đục thủ công này đây các bác anh này, bộ đục thủ công này một bộ của nó sẽ có 10 cây 10 chi tiết khác nhau. Những cây kia bộ kia nó có 10 chi tiết khác nhau như này. Đấy, một bộ là thường nó sẽ có 10 chi tiết. Và với một bộ đục thủ công mà nhà em mài ra như này thì các bác anh nhà mình nó mua là 35.000 đồng một cây nhá. Đấy là mua cả bộ, là bộ 10 cây là 350 một bộ đục thủ công. Chất liệu là nhíp, tông của nó tông nghiến nghiến cực kỳ là xịn luôn. Đấy còn về dao ghép Nhật thì trong mùa ghép cây năm nay thì các bác anh nhà mình đang cần dao để ghép cây. Thì em sẽ gửi tới các bác nhé. Đây là một con dao ghép Nhật đây. Dao ghép Nhật đây, con dao ghép bãi Nhật luôn. Bởi vì đây là con dao rất chi là xịn. Hiện tại thì em có cả tay phải và có cả tay trái. Con này gọi là con dao tay cuốn da. Thì đã đang được giảm giá 50.000 một cây nhé. Nó là 300. Thì hôm nay em giảm giá còn 250 một con này thôi nhé. Không được tặng gì đâu các bác anh ạ. Bởi vì giảm giá 50.000 rồi. Đấy là 250 một con dao tay da vàng của Nhật như này. Miễn phí ship tới tận nhà các bác anh luôn. Còn về con dao mã 8 thì là một con dao hàng độc của bên em. Đấy, cái này thì đất nhà em là đất làm cây nhá. Và cả đất làm cây nhà em truyền tay nhau và đang dùng con này rất chi là nhiều. Bác này lại mua hộ bác khác, mã 8 dao Nhật thép hoa văn. Cực kỳ là xịn luôn các bác anh ạ. Cực kỳ là xịn luôn đây. Đấy, với một con dao này thì em đưa tới các bác anh với cái giá sẽ là 250.000. Nhưng riêng con dao mã 8 dao Nhật này sẽ được tặng kèm cho các bác anh nhà mình là một cuộn bóng 5 phân nhá. Đây, cuộn bóng. Và bóng nhà em là bóng chuyên để ghép cây nhé. Cái bóng này là bóng tự hủy. Nếu như các bác anh nhà mình dùng mà để ghép cây, ghép mắt ấy, thì hãy sử dụng cái cuộn bóng tự hủy này. Đây mới gọi là bóng ghép chuẩn nhé. Còn cái bóng trong ấy là không phải là bóng chuẩn đâu các bác anh ạ. Phải bóng mờ này mới là bóng chuẩn nhé. Đấy, hai dòng dao ghép này. Đấy, còn cưa Nhật đây. 80.000 đồng cho một cây. Cưa lách cực kỳ là dễ luôn. Cưa vào những cái vị trí khó các bác anh ạ. Đấy, còn về con dao này nhá. Con dao này cũng là con dao tốt lắm, 150 một cây các bác anh ạ, 150. Đấy, còn về con dao da ban này các bác lưu ý thì trong những cái dòng dao thì nó có những mẫu dao rất là giống nhau. Đây các bác anh nhìn này, đây là con dao da ban này. Đấy. Con này nó chỉ có 150.000 đồng một con đấy nhá, nó cũng giống con mã 8 kia nhưng nó con dao rẻ. Và em có rất nhiều cái mẫu rẻ khác nhau nữa. Đấy, và ở video ngày hôm nay ấy, thì nhà em là tổng kho với hàng nghìn sản phẩm khác nhau. Bác nào anh nào mà xem được video này mà đang cần tới những cái sản phẩm này các bác nhớ liên hệ tới em nhé. Và nhớ cho em xin một like nhé, nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em để video sau em sẽ lên rất nhiều sản phẩm để các anh lựa chọn. Quên chưa giới thiệu được bác con kéo xén này, con sim mắc cán gỗ xịn 300.000 đồng trên một cây nhé các bác anh nhé. Đây ạ, 300.000 đồng trên một cây đây, cán gỗ. Đấy, rất chi là xịn luôn. Đấy, các anh nhà mình cần sản phẩm nào thì nhớ vào đăng ký kênh của em để xem, để lựa chọn hàng nghìn những cái dụng cụ đang chờ đón các bác nhá. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.